Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 6. Hiện tại, thay vì nghĩ cách làm thế nào để công ty vượt qua khó khăn thì chú lại đang chia rẽ xung đột nội bộ. Xin hỏi chú là có dụng ý gì? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi này, Lưu Phong vẫn bình tĩnh nói ra. Mọi người đều biết lý do tại sao tập đoàn Thanh Dương lại ra tay với công ty chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần giám đốc trao đặc quyền quản lý công ty, tập đoàn Thanh Dương nhất định sẽ dừng tay. Trần Thanh Tuyết im lặng hồi lâu, bỗng cười khẽ. Tại sao chú Lưu lại chắc chắn như vậy chứ? Chẳng lẽ là có người của tập đoàn Thanh Dương đã nói với chú sao? Vừa nghe vậy, trong mắt Lưu Phong hiện lên chút hoảng sợ, sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Trước mắt, tập đoàn Thanh Dương đã đầu tư hàng tỷ đồng vào thị trường chứng khoán. Nếu lúc này dừng lại, họ sẽ mất tất cả. Ở đây, ánh mắt sắc bén của Trần Thanh Tuyết bắn thẳng về phía Lưu Phong, cô hỏi: "Chú Lưu, nếu chú là người điều hành tập đoàn Thanh Dương, lúc này chú có dừng lại không?" "Sẽ không." Hai chữ này đều hiện lên trong đầu mọi người. Kẻ ngốc có thể nhìn ra tập đoàn Thanh Dương hùng hục khí thế, rõ ràng là muốn nuốt chửng toàn bộ công nghệ Vân Dương. Cho dù không thể nuốt hết, thì cũng phải gặm được một miếng thịt lớn từ trên người bọn họ. Không thấy thỏ, không thả diều hâu. So với Lưu Phong, đó là lời nói của Trần Thanh Tuyết có sức thuyết phục hơn. Hơn nữa, hội đồng quản trị bỏ phiếu sao? Trần Thanh Tuyết cười vô cùng tự tin. Các người thích bỏ phiếu thì cứ bỏ phiếu. Dù sao, ngay từ khi thành lập công ty đã quy định rằng ông nội tôi có quyền phủ quyết tất cả. Nói xong, cô đứng dậy định rời đi. Đây đã. Lưu Phong cũng đứng dậy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta. Tổng giám đốc, tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho công ty. Nếu cô không cảm kích thì thôi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ rút cổ phần. Cô sẽ không có ý kiến gì về chuyện này chứ? Khi đang nói, trên mặt Lưu Phong hiện lên một nét gian dảo. Khoa học công nghệ Vân Dương hiện đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng. Lúc này Lưu Phong với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao muốn rút cổ phần, tương đương với việc khiến công ty trở nên càng khó khăn hơn. Rất nhiều người nhìn Lưu Phong với ánh mắt tức giận và bất mãn. Tổng giám đốc, tôi thấy giám đốc Lưu nói đúng. Chỉ cần cô trao quyền quản lý công ty ra, chúng ta có thể đàm phán với tập đoàn Thanh Dương. Đúng vậy, lúc này tôi nghĩ để giám đốc Lưu quản lý công ty sẽ thích hợp hơn. Nếu tổng giám đốc không đồng ý, chúng tôi và giám đốc Lưu sẽ cùng nhau rút cổ phần. Lần lượt có thêm 2 nam, 1 nữ bày tỏ ý kiến. Rõ ràng bọn họ đã âm mưu về cùng một phe với Lưu Phong. Các người đúng là thứ anh chả đã bát. Trần Thanh Giao tức giận chỉ vào bọn họ. Các người muốn rút cổ phần đúng không? Vậy cứ rút đi. Một giọng nói đầy ý cười vang lên. Cạch cạch. Và sau đó cửa phòng họp bị đẩy ra. Một thanh niên mặc áo kiểu Tô Trung Sơn bước vào. Phía sau là một ông cụ người da trắng. Anh rể. Đôi mắt Trần Thanh Giao sáng lên. Cô phấn khích đến mức hoàn toàn quên mất việc ngày hôm qua đã bị ai đó đánh đòn. Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Lý Vũ lại xuất hiện vào lúc này. Lý Vũ nhìn mọi người xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Lưu Phong. Nếu thông tin của tôi chính xác, ông sở hữu 10% cổ phần của Hoa Quỹ Thuật Vân Dương theo giá trị thị trường hiện tại có giá trị khoảng 1.2 tỷ. Mặc dù Lưu Phong không biết trước mặt này là ai, nhưng vẫn gật đầu cười nói ra: "Thông tin của anh em rất chính xác đó." Lý Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người còn lại. Cổ phần mà các người nắm giữ cộng lại có lẽ chiếm khoảng 15%. Ba người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cách ăn ý. Lý Vũ quay đầu lại, liếc mắt nhìn ông già da trắng. Ông ta hiểu ý, đặt chiếc túi màu đen lên trên bàn, rồi lấy ra một bản tài liệu đã chuẩn bị từ trước. "Ký tên đi, tôi mua cổ phần của các người." Lời nói này khiến mọi người sửng sốt. Mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Vũ với vẻ mặt không thể tin nổi. Hai mắt Trần Thanh Tuyết trợn tròn, cô dùng tay kéo nhẹ tay áo Lý Vũ. "Anh có biết mình đang làm gì không thế?" "Tôi không phải là trẻ con, đương nhiên tôi biết mình đang làm gì." Lý Vũ nhún vai. Trần Thanh Tuyết muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị em gái Trần Thanh Giao ngăn lại. Chị có mặc kệ đi, mọi chuyện cứ giao cho anh rể xử lý." Trần Thanh Giao tự tin khuyên nhủ, đồng thời nhìn Lý Vũ với ánh mắt cảm kích và sùng bái. Lưu Phong không khỏi phá lên cười lớn. Ba người còn lại cũng cười xem thường, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. "Người em dựa vào anh mà cũng có thể lấy ra được một vài tỷ sao?" Lưu Phong cười khinh khỉnh. Theo ông ta thấy, tổng số tiền quần áo trên người Lý Vũ có lẽ còn không vượt quá 1.000. Một kẻ như vậy mà dám nói một cách dứt khoát về việc mua cổ phần trị giá hơn 2 tỷ sao? Có phải xã hội này quá điên rồi không? "Vài tỷ sao, hình như là được đó." Dáng vẻ Lý Vũ không tự tin cho lắm. Thấy vậy, bốn người Lưu Phong càng cười vui vẻ hơn. "Tổng giám đốc, đây không phải là màn kịch mà cô
cố ý bày ra để trêu chọc chúng tôi đó chứ? Trong số họ, nữ cổ đông kia chế nhạo hỏi. Lý Vũ nhếch môi vẻ khinh thường. Cô cũng phải là gái điểm, ai thèm trêu chọc cô chứ? Đối mặt với sự sỉ nhục của Lý Vũ, nữ cổ đông đột nhiên nổi giận, nhưng không đợi cô ta lên tiếng, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện trong tay Lý Vũ. Trên đó có khắc hai vật sống động như thật, nhìn vô cùng cao quý. Thẻ Kim Long, một nhân viên cấp cao buộc miệng nói. Sao thế chứ? Nữ cổ đông trước đó đã không còn bình tĩnh được nữa. Thẻ Kim Long đến từ ngân hàng Hoa Hạ, cũng là thẻ ngân hàng quý giá nhất ở nước Hoa Hạ từ trước đến nay, không gì có thể sánh bằng. Người sở hữu tấm thẻ này có thể rút số tiền lên tới 10 tỷ từ bất kỳ ngân hàng nào ở nước Hoa Hạ. Là giả, tấm thẻ này chắc định là giả. Lưu Phong cũng dám tin. Gái mặt Lý Vũ thiếu kiên nhẫn. Các người đừng làm lãng phí thời gian của tôi nữa, mau chóng ký tên rồi nhận tiền đi. Được, chỉ cần nhận được tiền tôi sẽ ký ngay. Lưu Phong lên tiếng. Ba cổ đông còn lại cũng gật đầu đồng tình với thái độ tương tự. Lý Vũ đưa thẻ ngân hàng cho ông già da trắng phía sau. Minh Hiếu có thể xong trong 5 phút được không? Minh Hiếu làm động tác ok rồi lấy laptop từ trong túi ra. Thao tác vô cùng nhanh chóng. 2 phút sau, sếp xong rồi. Minh Hiếu đưa lại thẻ Kim Long cho Lý Vũ bằng cả hai tay. Lúc này tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt, ngoại trừ Thần Thanh Giao, người biết thân phận thật sự của Lý Vũ. Trần Thập Tuyết há hốc miệng, bất ngờ đến mức suýt sái quai hàm. Hơn 2 tỷ chứ không phải là 20 tệ, nói đưa là đưa sao? Hơn nữa thẻ Kim Long. Lúc này Lý Vũ trong lòng cô trở nên cực kỳ thần bí. Trong phòng họp bầu không khí im ắng. Lý Vũ ngậm lấy thuốc trong miệng. Có thể ký được rồi chứ? Ngay vậy, lúc này đám người Lưu Phong mới định thần nhìn lại, nhìn Lý Vũ với mắt kinh hãi. Người em đã là tiền cho anh, chúng tôi không bán số cổ phần này nữa. Lưu Phong hối hận. Bởi vì chính nội bộ của Hoa Mỹ Thuật, Vân Dương, Lục Đục, tập đoàn Thanh Dương sẽ cho họ một lợi ích khá lớn. Đến lúc này bán đi cổ phần, đối với tập đoàn Thanh Dương mà nói, họ sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Không bán thử xem. À, mắt Lý Vũ lạnh lùng, giọng điệu thể hiện sự uy hiếp rõ ràng. Tôi không bán nữa, nếu nào cậu dám đánh tôi sao? Nữ cổ đông kêu mà nói. Lý Vũ cười khẩy. Không phải anh không biết cách thương hoa tiếc ngọc, mà còn tùy vào việc đối phương là ai. Nếu là một người phụ nữ khi anh chẳng ghét thì vậy xin lỗi nhé. Bốp. Lý Vũ quất cô ta một cái, sau đó đưa bàn tay nắm lấy cổ tay nữ cổ đông rồi vặn một cái từng mặt. Rác. Tiếng xương gãy vang lên. A, à, tay của tôi. Nữ cổ đông lập tức nằm rạp xuống đất như con chó chết, rên rỉ thảm thiết. Cảnh tượng bạo lực này khiến tất cả mọi người trong phòng họp sợ hãi, đặc biệt là đánh người Lưu Phong. Anh còn dám đánh người? Giọng Lưu Phong run rẩy. Lý Vũ tiếp một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói. Hậu quả của việc chọc giận tôi, các người cũng đã thấy rồi. Hay là ngoan ngoãn ký tên đi, hoặc là đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này. Mặc dù rất muốn lợi ích của tập đoàn Thanh Dương, nhưng so với cái mạng này, mọi thứ chỉ là mây mù. Sau khi cân nhắc được bắt, Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi, ký tên vào thỏa thuận. Hai người còn lại nhìn nhau, sau đó cũng thở dài, rồi là được ký tên. Lý Vũ cầm bản thỏa thuận lên xem qua, hài lòng gật đầu, sau đó đi tới phía nữ cổ đông ngồi xổm xuống. Tay trái có thể ký được không? Được, tôi ký được. Nữ cổ đông tóc tai rối bù, vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng dùng tay trái không bị thương của mình ký dòng chữ nguệch ngoạc. Thế vậy, Trần Tâm Tuyết thở vào nhẹ nhõm. Anh rể thật uy nghi. Trần Tâm Giao vỗ tay khen ngợi. Lý Vũ mỉm cười với cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, âm thầm siết chặt nắm đấm, sau đó xoay người rời đi. Chờ đã, Lý Vũ đột nhiên thốt lên. Lưu Phong dừng bước quay người nói. Cổ phần đã bán cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Vừa rồi chỉ là giao dịch cổ phần, bây giờ phải từ từ tính sổ với ông. Lý Vũ cười trêu chọc nói ra. Thật như tôi biết, trong những năm qua, với tư cách là giám đốc của Hoa Kỹ Thuật Vân Dương, ông đã rút túi riêng được một khoản. Có phải ông nên giải quyết những vấn đề này trước khi rời đi hay không? Anh đừng có ngậm máu phun người. Lưu Phong cau mày kích động nói. Nếu anh còn dám vu khống tôi, cẩn thận tôi sẽ kiện anh tội vu khống đó. Ồ, ông muốn kiện tôi sao? Ồ, tôi sợ quá đi. Lý Vũ cười rất tươi, bình tĩnh lấy dũ bi từ trên người ra, đưa cho Trần Thanh Giao. Không cần tôi dạy cô phải làm thế nào nữa chứ. Trần Thanh Giao có chút bối rối. Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh dịch lấy dũ bi, lập tức cắm nó vào máy chiếu. Trong vô chốc, mặt Lưu Phong đột nhiên biến đổi, trong lòng ông ta dâng lên một loại dự cảm không lành. Giám đốc Lưu, tôi đã chuyển nhượng 2 bất động sản ở nước Anh Hoa cho ông. Ông hãy nhớ đóng dấu đơn đặt hàng của tháng trước. Yên tâm đi, việc này cứ để tôi lo. Giám đốc Lưu, gần đây chúng ta đừng đi với nhau nữa. Chồng em đã nghi ngờ rồi, còn nữa,
anh còn hứa cho em làm trưởng phòng hành chính mà. Được rồi, em yêu, nếu được anh sẽ đối việc Lục Chính Hằng. Ngày mai em sẽ là trưởng phòng hành chính mới. Nào, cởi quần áo ra để anh vui vẻ một chút. Mặc dù hình ảnh trên máy chiếu được làm mờ đi, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ giọng nói người đó. Lúc này sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, yếu ớt ngồi xuống ghế bành. Ông ta không dám nghĩ đến hậu quả nếu những bằng chứng này được giao cho cơ quan pháp vụ. Lưu Phong, bây giờ chú còn có gì muốn giải thích hay không? Trần Thuật Tiết tức giận mắng, ông nội tôi tin tưởng chú như vậy, không ngờ chú lại đối xử với ông ấy như vậy. Tổng giám đốc, tôi sai rồi. Lưu Phong hoảng sợ lắp bắp nói, nếu tình tôi đã làm việc cho chủ tịch nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, xin hãy tha cho tôi một lần. Trần Thuật Tiết cho dự có chút mềm lòng, tuy nhiên Lý Vũ ở bên cạnh đã lên tiếng trước, nếu nhận sai có tác dụng thì cần tới pháp luật làm gì chứ. Anh vừa dứt lời, năm sáu người mặc đồng phục cơ quan pháp vụ lần lượt bước vào. Người đi đầu là Phùng Thương lễ phép gật đầu với Lý Vũ, sau đó nhìn sang Lưu Phong, ông Lưu hãy đi cùng tôi một chuyến. Tôi muốn tố cáo vừa rồi tên này cố ý làm tổn thương người khác, lại còn uy hiếp chúng tôi. Vẻ mặt Lưu Phong hung dữ nhìn chằm chằm Lý Vũ, tất cả là do tên này gây ra, nếu không phải tại hắn thì sao mình lại có kết cục như thế này chứ. Nếu đã vậy thì cùng nhau đi chết đi. Phùng Thương quay lại nhìn Lý Vũ rồi bình tĩnh nói, người có bộ phận pháp lý chúng tôi luôn chú ý đến tình hình bên trong và không thấy anh Lý đánh ai cả. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía mọi người xung quanh. Mọi người có ai nhìn thấy không? Có thể cùng tôi về cơ quan pháp vụ để phối hợp điều tra. Thái độ của Phùng Thương đã rất rõ ràng, có quan hệ mật thiết với Lý Vũ. Không ai trong phòng hội nghị dám đứng lên làm chim đầu đàn. Cho dù là mấy vị cổ đông cùng một đám với Lưu Phong đều không dám lên tiếng. Đội trưởng Phùng, vừa rồi là do tôi vô tình trật tay, không ai đánh tôi cả. Nữ cổ đông nên rất lo sợ mở miệng. Ngay khi những lời này được nói ra, Lưu Phong đã hét lên với cô với vẻ hoài nghi. Chu Lệ, con mẹ nó, cô điên rồi hả? Ông Lưu, khi nói chuyện xin ông chú ý một chút. Vừa nãy tôi vô tình bị trật tay, không liên quan gì đến người khác cả. Chu Lệ quăng ra một ánh mắt chán ghét. Người sản xuất cũng nhìn ra được phần pháp vụ đang hướng về Lý Vũ, mà có thể lộ ra loài vật như thẻ kim long đại diện cho thân phận tôn quý đã đủ để chứng minh người ta có lai lịch rất lớn. Chính ông muốn chết thì đừng có mà kéo theo bà đây. Dưới mắt của mọi người, Lưu Phong vô cùng không cam lòng bị người của phòng pháp vụ dẫn đi. Chu Lệ và hai vị cổ đông khác cũng sắm xịt rời đi. So sánh với Lưu Phong thì chỉ ít bọn họ không cần ăn cơm quốc gia mà bán cổ phần cho Lý Vũ chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Dù sao ai cũng có thể dự liệu được kết cục của học kỹ thuật Vân Dương. Lúc này bán cổ phần ra ngoài tương đương với việc kịp thời cắt lỗ. Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Trần Tâm Tuyết phức tạp nhìn Lý Vũ, nhưng không phải vừa rồi có hành động phía sau thì phong ba mâu thuẫn nội bộ không biết làm như thế nào mới lắng xuống được. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Vũ đánh mông mình, cô lại rất muốn báo thù. Chị ngàn một lần phải bình tĩnh trở lại một chút, chúng ta không đấu lại anh trẻ được đâu. Trần Tâm Giao thấp giọng nhắc nhở, em ngậm miệng. Trần Tâm Tuyết ôm hận lườm cô một cái, cô nhấp chết tiệt không có chút cốt khí nào. Hôm qua khi bị đánh còn trái một câu phải một câu tên khốn, hôm nay thì cứ anh rể ơi anh rể à ngọt xớt vậy đó. Chị à, em đi ra ngoài trước đi, chị muốn nói chuyện riêng với hắn một chút. Trần Tâm Tuyết ngắt lời nói ra. Hắn này tự nhiên là chỉ Lý Vũ đang ngồi trên ghế sofa hít mây nhả khói. Trần Tâm Giao liếc mắt nhìn hai người một chút rồi lập tức ngượng ngùng rời khỏi văn phòng. Cạch, cánh cửa bị khép lại. Cô nam quả nữ ở chung một phòng rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm đó nha. Lý Vũ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì một nam hai nữ ở chung một phòng hình như cũng khiến cho người ta dễ liên tưởng giống như vậy. Tôi cảnh cáo anh không được đánh chủ ý đến em gái của tôi. Tần Tâm Tuyết dùng đầu điệu trách lạnh cảnh cáo nó ra. Nếu như anh còn dám tổn thương Thanh Giao, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Lý Vũ liếc mắt đã qua cô một cái, tức giận nói, lời này của cô người không biết còn tưởng rằng tôi đã làm gì bộ tình bạc nghĩa với cả hai chị em cô. Xin nhờ đó, anh đây trông giống cái loại người đó sao? Không phải giống mà hoàn toàn là loại người đó đó. Trần Tâm Tuyết liếc mắt cảnh tượng tối hôm qua chị em hai người bị đánh đòn còn rõ mồn một trước mắt. Trong lúc nhất thời cô vừa thẹn vừa giận. Dường như Lý Vũ còn nhớ tới hành vi cầm thú của mình, không khỏi nói sang chuyện khác. Nói đi, cô muốn nói chuyện gì với tôi? Trần Tâm Tuyết chết miệng nói ra, tôi là người ân oán rõ ràng, chuyện của công ty cảm ơn anh, không cần thiết. Lý Vũ xua tay ngắt lời, tôi chỉ xem trọng
tương lai khoa học kỹ thuật Vân Dương lại vừa vặn có người muốn bán cổ phần ra. Vậy có lý do gì mà tôi được không mua chứ? Hả? Trần Tân Tuyết nghe lời này thì giật mình. Khoa học kỹ thuật Vân Dương còn có tương lai sao? Phá sản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cổ đông người ta đã không chờ nổi mà vội bỏ chạy. Chỉ có người cái gì cũng đều không hiểu. Tục xưng đồ đần mới mua cổ phần khoa học kỹ thuật Vân Dương ở thời điểm này. Cô không nói tôi cũng quên mất. Hiện tại tôi là đại cổ đông của khoa học kỹ thuật Vân Dương đó. Có chức vị nào thích hợp sắp xếp cho tôi một chút đi. Lý Vũ bình tĩnh hỏi. Trần Tân Tuyết lần nữa khẽ giật mình. Anh còn định làm gì? Lý Vũ gãi đầu một cái, hỏi ngược lại. Có vấn đề gì sao? Trần Tân Tuyết cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ của đối phương. Thế là thuận miệng qua loa nói ra. Tổ bảo vệ thiếu một cái đội trưởng. Nên anh có hứng thú thì tôi có thể tự mình xử lý thủ tục nhậm chức cho anh. Tổ bảo vệ. Nghe cô nói vậy, khóe miệng Lý Vũ co giật mấy lần, dùng tay chỉ vào mũi của mình. Cô nói cái gì để ông đây đi làm bảo vệ sao? Thấy anh phản ứng lớn như thế, Trần Tân Tuyết nhất thời có chút chột dạ. Bất kể nói thế nào thì Lý Vũ tốt xấu gì cũng là đại cổ đông của công ty. Mặc dù tổ trưởng tổ bảo vệ cũng là lãnh đạo nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một bảo vệ. Người đến đây Trần Tân Tuyết vốn định đối giọng nhưng mà bảo vệ cũng được. Lý Vũ phấn khởi nói, công việc nhẹ nhàng là đơn giản, may tại tôi mới 21 tuổi, ít đi 40 năm đường vòng so với người khác. Trong mắt Trần Tân Tuyết sắp rơi xuống đất, nhắc lại hỏi, anh thật sự muốn đến tổ bảo vệ nhậm chức sao? Lý Vũ cười he he nói ra, đúng, ý tôi là quyết, ai cũng đừng hòng khuyên tôi. Thời gian về anh không giống như đang nói đùa. Trần Tân Tuyết thoáng chốc nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có thì tôi giới thiệu một người với cô. Lý Vũ thu hồi vẻ đùa cợt. Ai chứ? Vẻ mặt Trần Tân Tuyết tràn đầy nghi ngờ. Cô chờ một chút. Lý Vũ nói rồi đi ra khỏi văn phòng. Một lát sau, Minh Hiếu cung kính đi theo phía sau anh trở về. Có biết ông ta không? Lý Vũ chỉ vào Minh Hiếu hỏi ra. Minh Hiếu lập tức sửa sang lại bộ đồ vest của mình một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, trông qua khá tự hào. Cho dù Trần Tân Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghiêm túc đánh giá Minh Hiếu vài lần, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Không biết. Bụp. Vừa dứt lời, Lý Vũ thưởng cho Minh Hiếu một hạt dẻ, tức giận nói, không phải ông nói mình rất nổi danh sao, giới tài chính toàn thế giới không có ai là không biết ông, dám lừa gạt ông đây à? Lúc đầu anh tính giả bộ một chút trước mặt Trần Tân Tuyết, không ngờ đến thời khắc mấu chốt là như xe bị tụt sức. Lý Vũ nổi giận, hận không để ném luôn Minh Hiếu qua cửa sổ ra bên ngoài. Đại đường gia bất giận. Minh Hiếu âm thầm trùng mình một cái, nhíu mày nhìn về phía Trần Tân Tuyết, dùng tiếng quốc ngữ nước Hoa Hạ lưu loát nói, tổng giám đốc Trần, làm phiền cô bật máy tính lên điều tra một chút về thằng tài chính, sau đó cô sẽ biết thân phận của tôi. Thần tài chính. Vẻ mặt Trần Tân Tuyết thay đổi trong nháy mắt. Ông là quý ngài Minh Hiếu sao? Không thể giả được. Sự tự tin Minh Hiếu lại trở về. Trong giới tài chính toàn cầu có hai vĩ nhân, một người là Lefector, tiếng tăm lừng lẫy, được mệnh danh là bàn tay vàng ở phố Wall, một vị khác chính là thần tài chính Minh Hiếu. Trần Tân Tuyết vẫn không thể tin nổi. Cô ngay lập tức lấy máy tính ra để tra cứu thông tin liên quan đến thần tài chính này. Nhìn vào bức ảnh trên máy tính, so sánh với người đàn ông da trắng trước mặt này một chút, không thể nói là giống, chỉ có nói là giống nhau như đúc. Trần Tân Tuyết thay đổi vẻ lạnh lùng trước đó và nói lời xin lỗi. Ngài Minh Hiếu rất xin lỗi vừa rồi, không thể nhận ra ngài. Minh Hiếu xua tay, cười nhạt nói, tổng giám đốc Trần quá lời rồi. Một bên Lý Vũ ở bên cạnh cảm thấy mình bị phớt lờ, vì vậy anh hắn vào một cái. Minh Hiếu, hiện tại tôi là đại cổ đông của công ty này, nên giờ ông khiến tôi thua lỗ tiền, vậy thì tôi không ngại ném ông đến hầm cầu ngâm 3 ngày 3 đêm đâu. Với việc Lý Vũ rót hàng chục tỷ tiền đầu tư, lại thêm thần tài chính Minh Hiếu tự mình ra tay, khoa học kỹ thuật Vân Dương đã khởi tứ hồ sinh sau chưa đầy nửa ngày. Hành động này đã trực tiếp gây nên rúng động cực lớn trong giới kinh doanh nước Hoa Hạ. Buổi chiều, cuộc chiến trên thị trường chứng khoán vẫn còn tiếp tục. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Thanh Dương đã lỗ hàng chục tỷ tiền vốn. Không những không ăn được khoa học kỹ thuật Vân Dương mà bản thân còn mất đi một miếng thịt lớn. Kim Lăng Thành, tòa nhà Thanh Dương. Chủ tịch Hà Thư Hoa ngồi ở văn phòng, mặc dù đã qua 70 nhưng vết tích 5 tháng trên mặt không rõ ràng, nhìn qua không khác gì 50 tuổi. Chà, chắc cảm thấy ai đang trợ giúp nhà họ Trần thế? Mặt mũi Hà Vân Phi tràn đầy vẻ nghi ngờ, còn thoáng mang theo vẻ phẫn nộ. Có người dám chống lại tập đoàn Thanh Dương của bọn họ, đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Á mắt Hà Thư Hoa trống rỗng, trầm ngâm nói. Đã không biết, vậy còn không mau đi thăm dò một chút đi.
cảm nhận được sự bất mãn của cha mình, Hà Vân Phi vừa vàng gật đầu đáp lại: con sẽ đi ngay bây giờ. Giúp đỡ anh ta định đứng dậy rời đi. Khoan đã, Hà Tư Hoa đột nhiên mở miệng. Hà Vân Phi theo lời dừng bước, cung kính nói: cha, con có gì dặn dò? Dừng tay đi. Hà Tư Hoa nói xong lời này, ông ta buông ra một tiếng thở dài. Để đạt quyết định này tương đương với việc trình bố tập đoàn Thanh Dương thất bại, thua một khoa kỹ thuật Vân Dương vốn không lọt vào trong mắt. Không chỉ những tổn thất trước đó sẽ không được phục hồi mà còn trở thành trò cười của giới kinh doanh. Hà Vân Phi khuyên nhủ: cha, con cảm thấy không thể buông tay, chỉ cần chúng ta rót thêm tiền vào thì sớm muộn gì cũng có thể nắm được khoa học kỹ thuật Vân Dương. Con đang dạy cha làm việc đó à? Ánh mắt Hà Tư Hoa lạnh lẽo. À, con không dám. Hà Vân Phi cúi đầu không dám lên tiếng. Hà Tư Hoa lần nữa thở dài. Phía sau khoa học kỹ thuật Vân Dương có người tương trợ, trước khi biết rõ đối phương là thần thánh phương nào thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Mặt khác, con lại đến Tuyên Thành một chuyến, cho dù phải xài bao nhiêu tiền cũng phải cứu được em rể và cháu trai con ra ngoài. Em gái của con không có ở đây, không thể để con bé ở phía dưới còn phải lo lắng. Cha, ngài yên tâm đi, con sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Mặt khác, Hà Vân Phi nói đến đây thì giọng điệu đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Con sẽ không buông tha cho kẻ dám làm Đông Dương bị thương. Hà Thư Hoa khẽ gật đầu, nhắc nhở. Người bên dưới còn nói thằng nhóc đó được võ giả bảo vệ. Cha nghĩ sẽ không phải là hạng người hời hợt, tốt nhất là nên tìm hiểu rõ thân phận đối phương trước. Vâng. Hà Vân Phi cung kính lui ra ngoài. Hà Tư Hoa nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ông ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phát triển tập đoàn Thanh Dương thành tập đoàn lớn nhất Giang Đông, ngoại trừ có được trí tuệ hơn người thì không thể thiếu được tính tình cẩn thận của ông ta. Trong lúc mơ hồ, ông ta phảng phất đánh hơi được một mối nguy cơ khó tả, không nói nên lời. Phật tổ hy vọng người có thể tiếp tục phù hộ cho nhà họ Hà. Hà Tư Hoa âm thầm cầu nguyện trong lòng. Ban đêm, Sơn Trang Nguyệt Lạc ở Tuyên Thành. Trần Tập Tiết ở Trần ngâm mình ở trong bồn tắm, da thịt trắng nõn lộ ra. Bầu ngực 36D kiêu ngạo, đủ để khiến bất kỳ người đâu nào điên cuồng. Cô nâng cẳng chân trắng thon dài lên, dùng ngón tay như nõn hành nhẹ nhàng xoa. Người phụ nữ này không có nửa điểm tì vết, thật sự quá mức hoàn mỹ. Đôi mắt Trần Tập Tiết ngốc trệ, cắn người ra vào trầm tư. Thông qua thông tin từ em gái Trần Thanh Giao, cô đã biết thân phận thực sự của Lý Vũ, thái tử gia của nhà Hà Môn số 1. Không chỉ có như thế, cô còn điều tra được án phong lưu chấn động hoàn thành 3 năm trước đây. Lý Vũ chính là nam chính vụ án đó. Chỉ là cô không biết trong 3 năm Lý Vũ biến mất, trước cuộc hắn đã đến nơi nào. Còn một điều nữa mà cô đặc biệt tò mò. Thân thể chính Minh Hiu, sau khi ông ta đứng trước mặt Lý Vũ lại không đúng như người hầu vậy chứ? Cho dù đối phương là thái tử gia Hà Môn, không đến nỗi như vậy chứ? Chỉ cần Minh Hiu bằng lòng, dù là gia tộc số 1 toàn cầu như Rothschild cũng sẽ coi ông ta như thượng khách. Lý Vũ dựa vào cái gì chứ? Này, đột nhiên một giọng nói hơi hưng phấn bỗng nhiên vang lên. À! Khi Trần Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, một tiếng thét chói tai vang vào khắp biệt thự. Lý Vũ cuống quýt dùng tay che miệng cô lại, đồng thời uy hiếp nói ra: nếu cô còn kêu nữa thì đừng trách tôi không khách khí đó. Trần nhà mắt đôi mắt Trần Thanh Tuyết đẫm lệ, ánh mắt là giận không kiềm chế nổi. Không phải tôi cố ý nhìn trộm cô, đây thực sự là trùng hợp mà thôi. Lý Vũ ngượng ngùng giải thích nói: tôi thả cô ra, cô đừng kêu được không? Trần Thanh Tuyết ép buộc mình tỉnh táo trở lại, gật đầu đồng ý. Lúc này Lý Vũ mới chậm rãi buông tay ra: anh ra ngoài. Trần Thanh Tuyết cao giọng quát lên. Lý Vũ có chút chột dạ, lập tức mở cửa phòng tắm chạy đi. Một lát sau, Trần Thanh Tuyết thay quần áo xong, cô nổi giận đùng đùng đi ra nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng Lý Vũ đang ngồi trên ghế sofa. Tình khốn kiếp, tôi liều mạng với anh. Trần Tâm Tuyết vừa lấy cây lau nhà rồi lao về phía Lý Vũ. Cô, nghe tôi giải thích đã. Lý Vũ nhẹ nhàng kéo một cái đã cướp được cây lau nhà đến trong tay. Sau đó vì hiểu lầm không cần thiết, anh lần nữa lựa chọn đánh đòn phủ đầu bắt giữ Trần Tâm Tuyết trước, đồng thời nhấn người lên trên ghế sofa. Trần Tâm Tuyết khom lưng, Lý Vũ lại ngồi xổm ở phía ngay sau lưng cô. Cái tư thế này nhìn kiểu gì cũng giống như cái kiểu kia. Đúng rồi, lão hắn đẩy, thả tôi ra, tên khốn kiếp. Trần Tâm Tuyết tức giận hét lên. Lý Vũ thở dài nói ra: cô nghe tôi giải thích đã. Khi nãy tôi gõ cửa mãi mà không ai trả lời, tôi lo cô gặp phải nguy hiểm gì đó cho nên mới trèo tường bò qua cửa sổ vào, nhưng lại không ngờ sẽ ngẫu nhiên gặp cô ở trong phòng tắm. Tên khốn, anh còn dám nói. Trần Tâm Tuyết tức giận đến mức thân thể mềm mại run lên, nhưng mà nhìn vẻ mặt Lý Vũ không giống như đang giả bộ nên đã tin mấy phần. Cô là vị hôn thê của tôi, ông đã nhìn cô vài cái thì thế nào, phạm pháp sao?
đừng nói là nhìn cô có tin ông đây giải quyết cô ngay tại chỗ cũng không người nào dám nói nửa chữ hay không.